Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. 8 bộ phận trên cơ thể nên cấm sờ hoặc sờ càng ít càng tốt. Tại sao có những bộ phận trên cơ thể nên cấm sờ hoặc sờ càng ít càng tốt? Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết nguyên nhân. Một, mặt. Nhìn xung quanh một quán cà phê, bạn sẽ thấy rất nhiều người đang có cảm giác rất thư giãn khi đôi tay hoặc ngón tay đang nâng niu hay mát xa khuôn mặt của họ. Nhưng thực tế, trừ khi chúng ta đang rửa mặt hay bôi kem dưỡng ẩm, dưỡng da, hãy để bàn tay tránh xa làn da mặt. Tay của bạn chứa dầu và có thể bôi vào lỗ chân lông làm trầm trọng thêm tình trạng mụn trứng cá. Các vi trùng trên ngón tay có thể làm trầm trọng thêm tình trạng này. Vì vậy, để giữ cho khuôn mặt của mình luôn sạch sẽ và không mụn nhọt, đừng chạm tay vào. Nhà sinh vật học Matthew Lee nói. 2. Mắt. Đôi mắt cực kỳ nhạy cảm, khi chạm tay vào, bạn không chỉ truyền mầm bệnh từ các loại vi khuẩn mà còn có nguy cơ vô tình chèn các hạt bụi siêu nhỏ có thể gây kích ứng và thậm chí làm chảy xước giác mạc. Nếu phải chạm vào mắt, bạn phải rửa tay thật kỹ trước khi hành động, hạn chế chà sát mắt vì điều này cũng có thể gây ra nhiều nếp nhăn và quầng thâm theo thời gian. Nếu mắt bị ngứa, bạn hãy nhỏ vài giọt thuốc rửa mắt theo đơn của bác sĩ kê. 3. Tai. Bên trong tai của chúng ta rất mỏng manh và dễ bị tổn thương. Đó là lý do vì sao chúng ta không nên cố để thọc sâu vào bên trong tai, lấy giấy tai. Bạn đừng bao giờ cho các ngón tay vào sâu bên trong tai, ra đường ống tai rất mỏng và dễ bị rỉ nước. Thay vì cố gắng tự điều trị, tiến sĩ Lee khuyên nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. 4. Mũi. Bên trong mũi có chứa loại vi khuẩn có lợi cho bộ phận này. Việc đặt ngón tay vào trong mũi, bạn đã đưa vào bên trong các loại vi khuẩn khác nhau và có thể không được chào đón và có thể dẫn đến nhiễm trùng. Ngoài ra, tay của chúng ta sẽ tiếp xúc với vi khuẩn bên trong mũi và lây lan nó ra xung quanh, đặc biệt là vào mùa lạnh hay mùa cúm. 5. Miệng. Miệng của mỗi người trung bình tiếp xúc với khoảng 34 đến 72 chủng vi khuẩn khác nhau, hầu hết chúng đều vô hại, một số thậm chí còn có lợi cho sức khỏe răng miệng. Nhưng nếu có thêm các vi trùng từ bàn tay của chúng ta hoặc từ nắm cửa, vòi nước, lan can và các nút lò vi sóng mà chúng ta chạm vào sẽ phá vỡ sự cân bằng trong miệng, từ đó dẫn đến việc bạn dễ bị bệnh. Và nếu bạn bị ốm, có thể sẽ truyền vi trùng từ miệng của mình đến người khác mà chúng ta liên lạc bằng cách bắt tay hoặc mượn bất kỳ thiết bị nào của họ. Đừng để tay bạn gần miệng để giảm thiểu những rủi ro này. 6. Mông. Các dấu hiệu khiến chúng ta phải rửa tay ngay sau khi đi vệ sinh không chỉ đơn giản là gây hoang mang. Chạm tay vào vùng hậu môn là lý do nguy hiểm làm lây lan vi trùng, thậm chí là khuẩn E. coli nguy hiểm. Theo Glenner Richardson, MD, giám đốc phòng thí nghiệm vi sinh và phòng thí nghiệm hóa học phân tích tại Microban, chúng ta không được đặt tay vào khu vực nhạy cảm này. Tiếp xúc với vùng hậu môn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền các vi sinh vật sống cư ngụ ở hệ thống đường tiêu hóa thông qua tiếp xúc bàn tay trực tiếp hoặc gián tiếp vào vùng miệng hoặc mắt. Khu vực vi khuẩn xâm nhập trở thành tác nhân gây viêm nhiễm. Bạn có biết rốn chính là bộ phận bẩn nhất trên cơ thể không? Rốn chứa một lượng vi khuẩn rất cao, là bộ phận khó tiếp cận nên rốn vẫn còn rất bẩn ngay cả khi bạn vừa tắm xong. Tiến sĩ Richard cho biết, hình dạng của rốn làm cho nó dễ dàng thu hút bụi bẩn và gây ra mùi khó chịu. Tiến sĩ cũng cảnh báo việc chạm vào rốn bằng các ngón tay chứa vi trùng có thể khiến bộ phận này bị nhiễm trùng nghiêm trọng. 8. Vùng da dưới móng tay. Theo BBC, dưới móng tay và móng chân có một lượng bụi và vi khuẩn đáng kinh ngạc, ngay cả việc rửa tay đúng cách cũng sẽ không loại bỏ hoàn toàn các vi trùng này. Đó là lý do tại sao các bác sĩ và y tá phải mang găng tay. Bạn nên bỏ thói quen xấu là cắn móng tay hoặc khoét các vết bẩn ở dưới móng lên, vì thực sự không tốt cho sức khỏe của chính bạn và những người xung quanh. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh. Thực hư việc cho nước vào chai nhựa để tủ lạnh uống dần gây ung thư? Đây là câu trả lời. Gia đình bạn vẫn giữ thói quen lấy những chai nước ngọt, nước khoáng cũ rồi bơm nước vào và biến nó thành một chai đựng nước mới mỗi ngày. Nếu có thì bạn đang tự đầu độc cả nhà mình đấy. Tái sử dụng chai nhựa đem lại nhiều rủi ro liên quan đến vi khuẩn gây bệnh và chất hóa học độc hại. Bạn nghĩ rằng một chai nước nó chỉ chứa nước sạch và như vậy thì không có lý do gì để bị bẩn.
Thật đáng tiếc, điều này là một ý tưởng sai lầm, đặc biệt đối với những chai nước làm từ nhựa được thiết kế để sử dụng chỉ một lần. Không có một công ty sản xuất nước đóng chai và chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên tái sử dụng những chai nhựa của họ. Đó là bởi vì mỗi lần nạp nước trở lại và quá trình sử dụng hàng ngày chắc chắn sẽ gây ra những sự cố vật lý tác động lên chai. Dù cố gắng đến mấy, bạn cũng không thể giữ cho chúng khỏi những vết lõm và nứt. Và đó là rủi ro khi sức khỏe lộ diện. Bạn sẽ có nguy cơ đối mặt với hai tác nhân nguy hiểm từ chai nhựa, hóa chất độc hại và vi khuẩn. Những chai nhựa đang nuôi dưỡng vi khuẩn. Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Y tế Cộng đồng Canada, các nhà khoa học đến từ Đại học Calgary đã thu thập 76 mẫu nước đến từ chai của học sinh tiểu học. Trong đó, nhiều chai nước thuộc loại đã được tái sử dụng nhiều lần. Họ phát hiện ra rằng gần 2/3 số mẫu nước có nồng độ vi khuẩn vượt quá giới hạn cho phép của nước uống. Những chai nhựa cung cấp nơi sinh sản hoàn hảo cho vi khuẩn. Cathy Ryan, một trong những nhà nghiên cứu ghi chú, cô nói, vi khuẩn sẽ phát triển nếu chúng ở trong một điều kiện thích hợp, chẳng hạn như chất dinh dưỡng, độ ẩm và nhiệt độ. Chai nhựa có tất cả những yếu tố này. Những hao mòn vật lý trong quá trình sử dụng tạo ra những vết nứt. Đây là yếu tố hoàn hảo cho vi khuẩn. Vi khuẩn tìm thấy trên cổ chai nhựa được sử dụng liên tục sau một tuần có khả năng gây bệnh cho người trưởng thành. Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học thu thập mẫu vi khuẩn trên cổ chai nhựa được sử dụng liên tục trong một tuần mà không rửa. Kết quả chỉ ra rằng quần thể vi khuẩn này chứa cả những tác nhân có thể khiến người trưởng thành bị ốm, tương đương ngộ độc thực phẩm. Richard Wallace, bác sĩ y khoa đến từ Đại học Y tế Texas nói, chúng có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy. Chai nhựa phát hành chất hóa học độc hại. Về cơ bản, chai nhựa sử dụng một lần không được thiết kế để có thể tái sử dụng nhiều lần. Chất liệu của chúng sẽ hao mòn từ những vết xước, kéo theo các chất hóa học rò rỉ ra nước uống của bạn. Thêm vào đó, bạn nghĩ sử dụng chất tẩy rửa và nước ấm có thể đánh bại được quần thể vi khuẩn đang phát triển trong đó. Việc này, mặt khác, lại làm suy giảm chất liệu của nhựa và tăng khả năng thẩm thấu hóa học. Một chất hóa học nguy hại được phát hành từ những sản phẩm nhựa tái sử dụng, bao gồm cả những chai nước, là bisphenol A, BPA. Đây là một chất hóa học tổng hợp có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống hormone của cơ thể. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Môi trường California, BPA có liên quan đến ung thư vú, tử cung, làm tăng nguy cơ sảy thai và giảm nồng độ testosterone. Họ đã xem xét 130 nghiên cứu trong lĩnh vực này. Ngoài ra, BPA cũng ảnh hưởng tiêu cực lên sự phát triển của trẻ em. Hiện nay, hầu hết các chuyên gia cho rằng lượng BPA có thể xâm nhập vào nước uống và thực phẩm từ sản phẩm nhựa là rất nhỏ. Nhưng những lo ngại đến từ quá trình tích lũy lâu dài là có cơ sở. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ hiện vẫn tiếp tục nghiên cứu về sự an toàn của BPA. Họ cũng đã làm việc với các nhà sản xuất nhựa để hạn chế BPA trong các sản phẩm tiêu dùng. Tôi nên làm gì với những chai nhựa? Mặc dù có những nguy cơ tương đối rõ ràng đối với việc tái sử dụng chai nhựa, bạn có thể làm điều này một vài lần trong thời gian ngắn. Điều kiện là phải đảm bảo chúng được rửa sạch thường xuyên với xà phòng và nước ấm. Như đã nói, điều này giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn bên trong chai nước bạn uống. Khi các hư hại vật lý bắt đầu xuất hiện như vết lõm, vết xước, đó là lúc chúng nên được bỏ đi. Tin vui là hầu hết các chai nhựa dùng một lần đều dễ dàng tái chế. Để bảo vệ môi trường, bạn nên đảm bảo chúng sẽ quay trở lại nhà máy chứ không phải tiêu hủy tại một bãi rác. Bên cạnh đó, để thay thế một chai nhựa, bạn có thể sử dụng sang bình thép không rỉ hay thậm chí là chai thủy tinh với khung bảo vệ. Trong trường hợp bắt buộc sử dụng chai nhựa, sẽ có một vài lựa chọn ưu tiên mà bạn cần lưu ý. Để ý những ký hiệu trên sản phẩm nhựa, các chuyên gia khuyên rằng nhựa HDPE có nồng độ an toàn cao và bạn nên chọn những chai nhựa có ký hiệu này. Bên cạnh đó, Scott Betcher, một giáo sư dược học đến từ Đại học Cincinnati từng nghiên cứu về BPA cũng khuyến cáo, nếu bạn cần một chai nhựa, tôi muốn giới thiệu loại chai làm từ polypropylene. Chúng thường được màu trắng, đây là loại nhựa trơ và không phản ứng, thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm. Ngược lại, nhựa PET hay nhựa PETE, vật liệu làm lên hầu hết những chai nước dùng một lần như nước ngọt, nước trái cây, nước khoáng, không được khuyến khích tái sử dụng. Những chai nhựa làm từ polycarbonate, PC là thứ đặc biệt bạn nên tránh. PBA thường được tìm thấy bên trong các sản phẩm làm từ vật liệu này. 5 thời điểm tuyệt đối không nên uống nước. Uống nước rất tốt cho cơ thể, tuy nhiên uống quá nhiều nước và sai thời điểm lại rước họa vào thân.
Uống nước giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, đốt cháy calo, duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước cũng không tốt cho sức khỏe. Và đây là 5 thời điểm bạn tuyệt đối không nên uống nước. 1. Khi đã uống nhiều nước. Uống nhiều nước sẽ làm loãng lượng muối cân bằng tự nhiên của cơ thể. Điều đó khiến nồng độ natri máu giảm. Tình trạng này gọi là hạ natri máu. Trong quá trình tập luyện, các vận động viên uống nước liên tục dẫn đến viêm mô tế bào, là nguyên nhân gây nôn, buồn nôn, co giật và thậm chí là gây tử vong. 2. Khi nước tiểu trong. Hãy quên quy tắc uống 8 ly nước mỗi ngày và thay vào đó, hãy nhìn màu nước tiểu để biết bạn có uống đủ nước không. Khi nước tiểu có màu vàng nhạt, đó là dấu hiệu cho thấy lượng nước đủ cho hoạt động của cơ thể. Nước tiểu có màu vàng đậm nghĩa là bạn cần uống nước ngay lập tức. Ngoài ra, lượng chất lỏng nạp vào cơ thể không chỉ có nước lọc mà còn bao gồm cả nước trái cây và trà xanh, nước dừa và nước chanh. 3. Khi tập luyện với cường độ cao. Khi tập luyện, cơ thể sẽ mất nhiều chất điện giải thông qua việc đổ mồ hôi nhiều. Điều này gây ra mất cân bằng điện giải. Chính vì vậy, khi đổ mồ hôi nhiều, cần phải bổ sung những chất dinh dưỡng thiết yếu. Tuy nhiên, nước lọc chỉ cung cấp nước mà không chứa một chất dinh dưỡng nào, nên thay thế nước lọc bằng nước dừa. Trong nước dừa có chứa magie, chất xơ, natri, kali và vitamin C. 4. Khi bạn ăn nhiều. Nhiều người muốn ăn ít hơn nên thường uống nước trước bữa ăn. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu lại không đồng ý với cái quan điểm này. Uống nhiều nước để ăn ít là không tốt vì cơ thể cần một lượng calo cần thiết để hoạt động. 5. Uống nước ngay sau khi ăn. Các nhà khoa học khuyên sau bữa ăn 30 phút mới nên uống nước. Điều này giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn vì nếu uống nước ngay sau bữa ăn sẽ làm loãng dịch vị dạ dày và các enzyme tiêu hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.